Xá lợi tử, nếu các Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến không thấy trí nhất thiết tướng, như vậy Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa là học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi học như vậy thì thành tựu trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử hỏi, các Bồ Tát này lấy pháp vô sở đắc nào làm phương tiện? Phật dạy, Xá lợi tử, các Bồ Tát này khi hành bố thí Ba La Mật Đa, ngay trong khi bố thí, dùng vô sở đắc làm phương tiện cho đến khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngay khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện cho đến khi cầu Bồ Đề, trong khi hành quả Bồ Đề, dùng vô sở đắc làm phương tiện cho đến khi cầu trí nhất thiết tướng, trong khi hành trí nhất thiết tướng, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử hỏi, khi các Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy những vô sở đắc nào làm phương tiện? Phật dạy, Xá lợi tử, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các Bồ Tát lấy pháp nội không vô sở đắc làm phương tiện, cho đến lấy pháp vô tính tự tính không vô sở đắc làm phương tiện, do nhân duyên đó nên mau thành tựu được trí nhất thiết trí. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, giả sử có người đến hỏi thế này, những kẻ do biến hóa, nếu học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa và học niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, người đó có thể thành tựu trí nhất thiết trí không? Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi như vậy con phải trả lời thế nào? Phật bảo thiện hiện, ta hỏi lại ông đấy, tùy ý ông trả lời. Vậy ý ông thế nào, sắc cho đến thức cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Nhãn xứ cho đến ý xứ cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Sắc xứ cho đến pháp xứ cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Nhãn giới cho đến ý giới cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Sắc giới cho đến pháp giới cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Nhãn thức giới cho đến ý thức giới cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Nhãn xúc cho đến ý xúc cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Bố thí Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cùng với kẻ do biến hóa ấy có gì khác nhau không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, chẳng có gì khác. Vì sao? Vì sắc không khác kẻ do biến hóa. Kẻ do biến hóa không khác sắc. Sắc tức là kẻ do biến hóa. Kẻ do biến hóa tức là sắc. Cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng lại như vậy. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Các kẻ do biến hóa ấy có nhiễm tịnh không? Có sanh diệt không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Nếu pháp không có nhiễm tịnh, không có sanh diệt, thì pháp ấy có thể học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng và có thể thành tựu trí nhất thiết trí không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Ở trong năm uẩn khởi lên tưởng, tưởng các loại, tưởng tạo tác, lời nói, giả danh, đại Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Ở trong năm uẩn khởi lên tưởng các loại, tưởng tạo tác, lời nói, giả lập ra pháp có sanh diệt, có nhiễm tịnh, có thể được không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Nếu pháp không có tưởng, không tưởng các loại, không tạo tác, không lời nói, không giả danh, không có thân, cũng không có thân nghiệp, không ngôn ngữ, cũng không ngữ nghiệp, không ý, không ý nghiệp, không sanh diệt, không nhiễm tịnh, pháp ấy có thể học Bát Nhã Ba La Mật Đa và thành tựu trí nhất thiết trí không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát
Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thế, thì nhất định sẽ thành tựu trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phải như người do biến hóa kia học bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Nên biết kẻ do biến hóa kia tức là năm uẩn. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào nếu năm uẩn như huyễn thì có thể học bát nhã ba la mật đa và thành tựu trí nhất thiết trí không? Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Năm uẩn như huyễn lấy vô tánh làm tự tánh, vì tự tánh vô tánh không thể nắm bắt. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào năm uẩn như mộng, như tiếng vang, như quáng nắng, như ảnh trong gương, như biến hóa, có thể học bát nhã ba la mật đa và thành tựu trí nhất thiết trí không? Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Năm uẩn như tiếng vang cho đến như biến hóa, lấy vô tánh làm tự tánh, vì tự tánh vô tánh không thể nắm bắt được. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào năm uẩn như huyễn vân vân, tánh mỗi pháp có gì khác không? Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Sắc vân vân như huyễn tức là sắc vân vân như mộng cho đến như biến hóa vậy, năm uẩn sáu căn cũng không có tánh khác, như vậy tất cả đều do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên tánh không thể nắm bắt. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu các Bồ Tát mới học đại thừa nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu ra như thế, tâm họ có kinh sợ khủng khiếp không? Phật bảo thiện hiện, các Bồ Tát mới học đại thừa khi tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu không có phương tiện thiện xảo và không có bạn lành giúp đỡ, khi nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thế, thì tâm vị ấy kinh sợ khủng khiếp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Bồ Tát nào tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo nên nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, thì tâm không kinh khiếp, không sợ sệt, không e ngại. Phật bảo thiện hiện, Bồ Tát nào dùng tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí, quan sát cho đến thức là tướng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, không vô tướng, vô nguyện, vắng lặng, xa lìa và không thể nắm bắt được, các Bồ Tát ấy chỉ tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo, nếu nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thế thì tâm chẳng kinh, chẳng ngại, chẳng sợ. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát quá như vậy rồi lại nghĩ thế này, ta phải dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì tất cả hữu tình nói năm uẩn này là vô thường, cho đến viễn ly tướng cũng không thể nắm bắt được. Đây là Bồ Tát không chấp trước bố thí ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát không vì thanh văn độc giác, tác ý suy nghĩ năm uẩn có tướng vô thường cho đến viễn ly tướng cũng không thể nắm bắt được, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện vậy, đây là Bồ Tát không chấp trước tịnh giới ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa, quan sát địa giới cho đến thức giới, tất cả đều vô thường, khổ, không vô ngã, không nên sân hận, chỉ nên an nhẫn. Đây là Bồ Tát không chấp trước an nhẫn ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, quan sát từ sắc đến thức, có tướng vô thường cho đến tướng viễn ly cũng không thể nắm bắt được, tuy dùng vô sở đắc làm phương tiện mà thường không xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, siêng năng tu tập tất cả thiện pháp, đây là Bồ Tát không chấp trước tinh tấn ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát không dùng tác ý thanh văn độc giác, tâm tán loạn và những tâm bất thiện khác xen lẫn với tác ý thanh tịnh của Bồ Tát, thì đây là Bồ Tát không chấp trước tịnh lự ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thật quán sát phi không sắc, mà nói sắc là không, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy, nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới cho đến ý giới, sắc giới cho đến pháp giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra,
Bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng là như vậy. Đây là Bồ Tát không chấp trước Bát Nhã Ba La Mật Đa này thiện hiện. Như vậy Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo, khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, tâm chẳng e ngại, chẳng khiếp sợ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là Bồ Tát được bạn lành giúp đỡ, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm chẳng e ngại, chẳng khiếp sợ? Phật bảo thiện hiện: bạn lành của các Bồ Tát ấy là người nào, thường dùng vô sở đắc làm phương tiện, nói sắc cho đến thức, có tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng vắng lặng, tướng viễn ly, cũng không thể nắm bắt. Nói nhãn cho đến ý, có tướng vô thường cho đến tướng viễn ly, cũng không thể nắm bắt được. Nói sắc cho đến pháp, có tướng vô thường cho đến tướng viễn ly, cũng không thể nắm bắt được. Nói nhãn thức cho đến ý thức, có tướng vô thường cho đến tướng viễn ly, cũng không thể nắm bắt được. Nói nhãn xúc cho đến ý xúc, có tướng vô thường cho đến tướng viễn ly, cũng không thể nắm bắt được. Và khuyên hãy nương vào đây mà siêng năng tu tập căn lành, hội hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không nên hướng đến địa vị thanh văn và bậc độc giác, phải biết đây là bạn lành của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, bạn lành của Bồ Tát là người nào thường dùng vô sở đắc làm phương tiện để nói về sự tu tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không thể nắm bắt được, hoặc nói về sự tu tập pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không thể nắm bắt được, hoặc nói về sự tu mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng không thể nắm bắt được, hoặc nói về sự tu tập trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không thể nắm bắt được. Rồi khuyên hãy nương vào đây mà tu tập các căn lành để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không nên hướng tới thanh văn và độc giác, phải biết đây chính là bạn lành của Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu các Bồ Tát được sự giúp đỡ của bạn lành thì nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm chẳng ngại, chẳng kinh, chẳng sợ. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, nên tâm có e ngại, kinh khiếp và sợ hãi? Phật bảo thiện hiện: nếu các Bồ Tát dùng có sở đắc làm phương tiện, xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tu hành bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với sự tu hành có sở đắc có ỷ lại, dùng có sở đắc làm phương tiện, xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, quán sắc cho đến thức, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đối với pháp quán không này, thấy có sở đắc, có sự ỷ lại. Dùng có sở đắc làm phương tiện, quán nhãn cho đến ý, quán sắc cho đến pháp, quán nhãn thức cho đến ý thức, quán nhãn xúc cho đến ý xúc, quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đối với pháp quán không này, thấy có chứng đắc có sự ỷ lại. Dùng có sở đắc làm phương tiện, xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tu hành bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nhưng đối với sự tu hành ấy, có chứng đắc có sự ỷ lại. Này thiện hiện, Bồ Tát như thế, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì sanh tâm e ngại khiếp sợ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: thế nào là Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị các bạn ác dắt dẫn, nên nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy thì e ngại kinh sợ? Phật bảo thiện hiện, bạn ác của các Bồ Tát là kẻ dạy nhàm chán, xa lìa Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa và nói: thiện nam tử, các bạn không nên tu học pháp này. Vì sao? Sáu pháp Ba La Mật Đa như thế chẳng phải lời Phật nói, những văn tục ấy được sáng tạo một cách giả dối. Vì thế nên các ông không nên nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, suy nghĩ, nghiên cứu, diễn thuyết cho người khác, phải biết đây là bạn ác của Bồ Tát.
Lại nữa, thiện hiện bạn ác của các Bồ Tát là nếu không nói về việc ma lỗi ma, nghĩa là có ác ma giả dạng Đức Phật đến dạy Bồ Tát nhàm chán xa lìa sáu pháp Ba La Mật Đa và nói: thiện nam tử, cần gì tu pháp Ba La Mật Đa này? Lại có ác ma giả dạng Đức Phật đến gặp Bồ Tát giảng nói chỉ bày các pháp tương ưng với thanh văn độc giác cho Bồ Tát, như là khế kinh cho đến luận nghĩa phân biệt rõ ràng, khiến cho Bồ Tát chuyên tâm tu học. Lại có ác ma giả dạng Đức Phật đến gặp Bồ Tát nói thế này: ngươi chẳng phải Bồ Tát, ngươi không có tâm Bồ Đề nên không thể an trụ bậc bất thối chuyển, không thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như đã mong cầu. Lại có ác ma giả dạng Đức Phật đến gặp Bồ Tát nói: thiện nam tử, sắc cho đến thức là không, không có ngã và ngã sở. Nhãn cho đến ý là không, không có ngã và ngã sở. Sắc cho đến pháp là không, không có ngã và ngã sở. Nhãn thức cho đến ý thức là không, không có ngã và ngã sở. Nhãn xúc cho đến ý xúc là không, không có ngã và ngã sở. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã và ngã sở. Bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa là không, không có ngã và ngã sở. Bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không, không có ngã và ngã sở. Cần gì phải chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Lại có ác ma giả dạng độc giác đến gặp Bồ Tát và nói: thiện nam tử, chư Phật, Bồ Tát và hàng thanh văn trên thế giới khắp mười phương tất cả đều không. Đối với việc này, ngươi nên tin nhận sâu xa, chớ siêng năng khổ cực cầu mong cúng dường để lắng nghe chánh pháp và tu hành như đã được dạy. Lại có ác ma giả dạng thanh văn đến gặp Bồ Tát khiến họ nhàm chán xa lìa đắc ý tương ưng với trí nhất thiết trí, mà siêng năng tu học đắc ý tương ưng với thanh văn và độc giác. Lại có ác ma giả dạng bậc thầy mô phạm đến gặp Bồ Tát khiến cho Bồ Tát nhàm chán cực kỳ các thắng hạnh của Bồ Tát. Các thắng hạnh ấy là sáu pháp Ba La Mật Đa, và khiến cho Bồ Tát nhàm chán xa lìa trí nhất thiết trí, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ác ma chỉ dạy siêng tu bốn niệm trụ vân vân, khiến cho họ mau chứng quả Bồ Đề của nhị thừa, nhàm chán xa lìa sự mong cầu quả vô thượng thừa. Lại có ác ma giả dạng như cha mẹ đến gặp Bồ Tát bảo: con ơi, con phải tinh cần cầu chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, đủ để chấm dứt khổ đớn sanh tử, chứ cần gì đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu cầu quả Bồ Đề, con phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp luân hồi sanh tử, để giáo hóa hữu tình, xả bỏ thân mạng, cắt bỏ tay chân, tự chuốc lấy khổ nhọc, ai biết ơn con, dù quả Bồ Đề mà con cầu được hay không được. Lại có ác ma giả dạng bí xô đến gặp Bồ Tát, dùng có sở đắc làm phương tiện nói sắc cho đến thức có tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng bất tịch, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng vắng lặng, tướng xa lìa, là chân thật có thể nắm bắt. Nói hy nhãn cho đến ý, có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt. Nói hy sắc cho đến pháp, có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt. Nói nhãn thức cho đến ý thức, có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt. Nói nhãn xúc cho đến ý xúc, có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt. Nói các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt. Dùng có sở đắc làm phương tiện mà nói về bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là chân thật có thể nắm bắt, khiến cho Bồ Tát tu học. Nếu chẳng vì nói những việc như thế khiến cho Bồ Tát giác ngộ, thì phải biết đây là bạn ác của Bồ Tát. Này thiện hiện, như các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu bị ác ma dẫn dắt thì nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ sẽ e ngại kinh sợ. Thế nên khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với bạn ác Bồ Tát nên xét kỹ phương tiện tránh xa, chứ có gần gũi mà thối mất tâm Bồ Đề, bỏ mất các hạnh của đại Bồ Tát và không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hết quyển thứ 485.